em biết rồi. Ở con đường này là gọi là thiên đường muốn nước mà, chỉ có con đường này mới có món này thôi, còn không cái quận nào mà có cái món này hết. Không ra một loại nhưng mà chỉ khác cái chả cua thôi. Cái chả cua này thật sự là 5-7 quán ở đây có mình chỉ có cái chả cua này, không ai có cái chả cua này. Nó có nè, gạch cua nè, gẹ cua, càng cua nè, làm giả bằng tay nha, giả chày á. Đúng rồi, mình làm tới đâu mình có tới đó. Mình ba làm quán cũng khoảng chừng 50 cục, mình bán hết là mình có tiếp, vì quất nhiều quá để lâu sẽ khô. Đa số là mì phải 80%. Bún là người lớn tuổi người ta ăn, còn mì là tuổi tiên, tuổi trẻ. Tôm là tôm sống đang thở oxy chị mua luôn, chị bắt trong cái hồ ra luôn. Làm xong rồi bắt đầu mình làm, mình chẻ hết rồi mình rút hết răng cho nó trắng ngon sạch này, khách người ta ăn, giữ việc ăn rồi. Chị Hoa bún nước cô Hoa. Đúng rồi, mì khô muối ớt, gọi là mì khô muối ớt. Chị bán từ 11 giờ trưa cho tới 9 giờ tối. Chị ở đây là 24 cùng dân cung phường 7 Phú Nhuận. Bán thế này mà chị là bún nước cô Dung. Rồi chị bán cho bả để chị học nghề của bả thêm. Cái nghề này nghề của bả. Tao một loại nhưng mà chị khác có chả cua không. Mì bún chia làm 4 loại. Bún nước, bún khô, mì nước, mì khô. Bún này cũng chọn khô được luôn. Cái bún này là nhà chị đặt người ta làm theo kích cỡ của mình. Đa số là mì phải 80%. Cái chả cua này thật sự là 5-7 quán ở đây chỉ có mình chỉ có cái chả cua này, không ai có cái chả cua này. Đúng rồi, mình làm tới đâu mình có tới đó. Mình ba làm quán cũng khoảng chừng 50 cục. Bán hết là mình có tiếp, vì bớt nhiều quá để lâu sẽ khô. Chị chấp nhận là mắc gấp đôi người ta tiền giá cao hơn thì giá mắc, nhưng mà khách nó ăn nó vừa hài lòng, nó ngon, nó sẽ ăn thêm phần cho cua nữa. Đi ăn nó có nè, gạch cua nè, gẹ cua, càng cua nè. Cái chả tôm này là nhà chị làm giả bằng tay nha, giả chày á. Tôm con rồi mình bắt đầu mình quất bằng tay á. Chả cua thêm thì 30, chả tôm thêm thì 35. Ký như thế này đây, đó, tương đương không bò ở đây, bắp bò không thôi. À, cái nước bò đã ra hết trong này mình đổ vô là rất là ngọt. À, tôm nhà chị là quá to, tôm nhà chị là to rồi, quá to. Đúng rồi. Con tôm mà con tôm ốc nóc rồi, con tôm vậy đó. Tôm là tôm sống đang thở oxy chị mua luôn, chị bắt trong cái hồ ra luôn. Làm xong rồi bắt đầu mình làm, mình chẻ hết rồi mình rút hết răng cho nó trắng ngon sạch này, khách người ta ăn, chỉ có việc ăn. Mì nhà chị là có nguyên liệu là 5 thứ: trứng lòng đào, bò viên, chả cua, chả tôm và bò bắp. À, còn nếu em ăn đặc biệt thì có thêm tôm con là 6 thứ, còn thập cẩm là 5 thứ. Thập cẩm thì 45.000, còn đặc biệt thì 65.000. 65.000 là có thêm con tôm này và là có thêm bò bắp vô nữa. Đặc biệt đều ăn là chị sẽ đem vô giá luôn. Bò chị không quậy trong cái giá, khu vực giá rồi chị đổ vô tô, chị lấy luôn cái nước bò chị đổ vô tô chứ không cho vô nồi. Còn ai mà không ăn được bột ngọt thì nói chị thiệt, chị không bảo, vậy thôi. À, tại vì cái nguyên liệu này á là nem sống thì nó mới ngon được. Đồ đây là đồ sống rồi. Nem sống nem vô tô là quậy rồi mình đổ vô luôn, không cho vô nồi được. Không, muối ớt thì mình sẽ trộn với ớt trái tươi người ta xay ra. Rồi mình trộn muối với ớt nữa thôi. Cái muối ớt á là để chấm với thức ăn chứ không phải là nem vô mì. Nem vô nó sẽ mặn. Tại vì chị làm á là đã vừa ăn rồi. Đúng không? Nên cái muối ớt là bỏ đường vô, nặng chanh vô, chấm với những cái thức ăn này. Nhiều thời gian chứ. Sáng dậy 6 giờ là phải dậy. Đi chợ lấy tôm về bắt đầu giả. Giả 3-4 tiếng đồng hồ. Rồi sắt 5-7 kg hành. Rồi chợ cua. Rồi bò đem về là phải mình ngồi mình lựa cái gân bỏ đi, xong rồi mình lựa cho nó ngon ra, xong rồi mình ướp cho thấm. Rồi 6 giờ bắt đầu lần qua tới 10 rưỡi là qua đây bán. Thì không, bột ngọt là không nhiều nhưng mà ai không ăn thì người ta nói là không ăn rồi không bỏ. Không có bột ngọt không thể ngon được. Đúng, chính xác không ngon được, nhưng mà chỉ có ít thôi. Mình ít thôi, mình sẽ dùng đường của bột nêm với muối là chính. À, còn bột ngọt mình chỉ cho vô xíu cho nó có nguyên liệu ngon, cái tư nhân thành. Còn em biết rồi,
một con đường này là nó là tiêu đường nước nước mà. Chỉ có con đường này mới có món này thôi, còn không cái quận nào mà có cái món này hết. Quận 7, quận 4, quận Hóc Môn là tuốt quận 4, quận 7 qua đây rồi. Tuốt với Tân Bình, Tân Phú cũng phải qua đây ăn. Cho chị hỏi sao không ăn, mình nói cái bên đó không có món này chị. Muốn ăn phải chạy qua đây. Có nhiều em phải ăn 7 bữa liền, em qua 7 bữa liền á. Ăn liền á.